Thời gian qua, hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa và gian lận thương mại qua các tuyến cảng biển, sân bay tuy không phát sinh điểm nóng nhưng vẫn diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Do đó, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng đã và đang chỉ đạo các đội nghiệp vụ, chi cục hải quan tại các cảng, cửa khẩu tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng là đơn vị có số lượng lớn doanh nghiệp, tàu hàng thường xuyên làm thủ tục xuất nhập cảnh. Để ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, chi cục đã bố trí hết các tổ giám sát cơ động tại khu vực cảng biển, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, tuyên truyền vận động các thuyền viên, doanh nghiệp tham gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Công tác phối hợp với các đơn vị trên cái địa bàn thì có công an thành phố, có bộ tư lệnh biên phòng thành phố, có đội 2, đội kiểm soát chống buôn lậu miền Trung thì đã chia sẻ kịp thời các thông tin và cũng là góp phần rất lớn cho cái việc chi cục trong các công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại trên cái địa bàn. Từ đầu năm 2023 đến nay, Cục Hải quan Đà Nẵng đã phát hiện xử lý 176 vụ buôn lậu gian lận thương mại, trong đó có 8 vụ liên quan đến hàng lậu, hàng cấm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 25 tỷ đồng. Theo nhận định, càng về cuối năm, tình hình buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua khu vực cảng biển, sân bay sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, Cục Hải quan Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động nắm chắc địa bàn, đối tượng, phương thức thủ đoạn, từ đó tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để phòng chống kịp thời, hiệu quả đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Mặc dù là hoạt động xuất khẩu có trầm lắng nhưng mà Cục Hải quan cũng không có lơi lỏng trong việc quản lý và tiếp tục thực hiện tốt và nghiêm túc các nhiệm vụ kiểm soát hải quan, tuần tra kiểm soát, nghiên cứu địa bàn, nắm tình hình, rồi các nhiệm vụ khác để mà xác định được cái trọng điểm nguy cơ để chúng ta thực hiện tốt cái công tác này, và tiếp tục là cái cuối cùng vẫn là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, trao đổi thông tin, phân tích chia sẻ để kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm pháp luật về hải quan một cách đồng bộ thống nhất, thực hiện đúng cái chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước trong việc tổ chức các công tác chống buôn lậu trên địa bàn thành phố. Hiện nay, Cục Hải quan Đà Nẵng đang tăng cường tuyên truyền pháp luật hải quan, nâng cao nhận thức về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với các đơn vị doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động thu thập thông tin, trao đổi thông tin nghiệp vụ hải quan, nắm vững diễn biến tình hình tại địa bàn quản lý, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, kịp thời ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép một số mặt hàng trọng điểm trong thời gian tới.